Mỗi hành động nhỏ đều mang ý nghĩa. Tắt khi không sử dụng. Là góp phần thắp sáng cho hàng triệu gia đình. Vì một tương lai xanh, cùng Sunspec chung tay cho cuộc sống tươi đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến những ngôi nhà ống, có lẽ chúng ta thường nghĩ ngay đến những không gian sống tẻ nhạt và rất nhàm chán. Và làm thế nào để giải quyết bài toán để đem lại sự mới mẻ và thú vị cho những không gian như vậy? Ngày hôm nay ở thành phố Đà Nẵng, Ngọc Vân sẽ cùng giới thiệu tới quý vị và các bạn về một ngôi nhà, về một không gian sống như vậy của kiến trúc sư Nguyễn Văn Thiện. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân Ngọc Vân nhé. Wow, em chào anh Thiện. Dạ. Dạ. Em được biết là ngôi nhà của mình thì được cải tạo từ một công trình cũ, thì không biết là anh đã có những cái thiết kế và cải tạo như thế nào? Ngày xưa nó là một cái nhà cũ, dạ, một cái dãy nhà liên kế, dạ, giống nhau, trệt lầu. Khi mà anh thiết kế lại thì anh sẽ giữ lại cái sàn, toàn bộ là anh phải phá bỏ hết, anh nâng tầng nó lên cho đủ cái nhu cầu sử dụng của họ, khoảng 4 phòng ngủ. Ngoài cái việc mà mình cải tạo hết ở dưới tầng 1 và tầng lầu ở trên thì mình nâng thêm 2 tầng nữa đúng không? 2 tầng nữa đúng rồi. Vâng, anh Thiện thân mến, em rất là ấn tượng với cái hệ lam ở ngay phía ngoài công trình của mình. Đó có phải là một trong những ý tưởng thiết kế của anh để tạo nên cái sự độc đáo và khác biệt cho công trình không ạ? Đúng rồi. Từ khi bắt đầu thiết kế ngôi nhà này thì anh cũng đưa ra ý tưởng là ngôi nhà xanh. Cho nên anh muốn cái mảng lam nó sau này là cái một cái vườn ở phía trong, sau này nó sẽ là một cái mảng xanh, wow, phủ hết cái mảng xanh của cái mặt tiền ngôi nhà. Nhà nằm lên hướng Tây. Wow, những cái hệ lam đó anh sẽ làm là vừa là mảng xanh vừa là lấy gió. Đây là một ngôi nhà có chiều ngang thì khá là hẹp đúng không ạ? Nhưng mà chiều dài thì rất là dài và sâu. Thế thì dường như là anh đã bỏ hết tất cả những cái vách ngăn và không có cái sự ngăn chia những không gian khác nhau để giúp tạo được cái sự liên thông cho tất cả các cái không gian sinh hoạt của mình phải không ạ? Đúng rồi, vì cái nhà này bề ngang nó có 4 mét à. Nhưng mà về sâu thì 18 mét, nhưng mà cái không gian để chia ra vừa là phòng khách, vừa gara, vừa phòng ăn. Thì anh muốn nếu mà cắt ngang như vậy á, thì cái không gian nó sẽ bị nhỏ. Được. Nên anh phải mở hết cái không gian đó ra để nhìn cái không gian giữa phòng khách và phòng ăn nó quyện với nhau. Nó là một không gian chung, vừa sinh hoạt gia đình, vừa khách. Được. Nó gần gũi. Vâng, thế nhưng mà chúng ta vẫn có sử dụng cái đoạn mà giật cấp và có cầu thang lên. Điều này làm cho em có cảm giác là vẫn có cái sự ngăn chia giữa cái khu vực mà chúng ta để xe cũng như là khu vực ở trong sinh hoạt gia đình phải không ạ? Đúng rồi, đó là một cái ngăn chia trong kiến trúc. Dạ. Là giữa cái không gian gara và phòng khách. Dạ. Ngăn chia bằng cái độ cao. Em cũng rất là thích cái cách mà anh bố trí cái không gian cầu thang được ép sát về phía một bên như thế này, thì nó giúp cho chúng ta cảm giác như là ngôi nhà trở nên rộng rãi và không bị ngăn chia đúng không anh? Đúng rồi, cầu thang nhà phố thì thường là ngày xưa người ta hay bố trí theo lấy do bề ngang của ngôi nhà thì nó sẽ chia không gian nó ra làm đôi, làm ngôi nhà nó cảm thấy bị nhỏ. Dạ. Thì bây giờ anh ép cái cầu thang qua bên để làm cho không gian của nhà nó rộng ra và nó thoáng hơn. Vâng, và em cũng cảm giác như là một cái ngôi nhà của mình tuy là rất là dài thế nhưng mà dường như là rất là ấm cúng, gần gũi và rất là tình cảm đúng không anh? Anh sử dụng ở đây là cái vật liệu gỗ là chủ yếu. Dạ. Để làm cho không gian nó ấm. Dạ. Màu sắc ở đây thì anh chỉ sử dụng màu trắng và màu gỗ là chủ đạo. Vâng, và em thấy rằng là chúng ta còn được hòa hợp bởi những cái ánh sáng vàng nó rất là tự nhiên. Đúng. Và đặc rồi, biệt cái ánh sáng vàng này dường như là nó cũng đem lại một cái cảm giác ấm cho gia đình đúng không ạ? Đúng rồi, cái ánh sáng vàng này làm cho cái không gian nó ấm hơn. Dạ. Dễ chịu. Mở hàng vô phòng bếp đây. Wow. Yeah. Wow, đúng là đứng ở đây thì mới có thể cảm nhận được đầy đủ về cái hệ lam như là anh vừa chia sẻ dưới tầng 1 đúng không ạ? Đúng rồi. Ở đây thì cây xanh thì vẫn còn chưa mọc nhiều lắm, nhưng mà tưởng tượng nếu như mà tất cả đều được treo bởi những cái dàn cây xanh thì nó sẽ rất là đẹp và xanh mát, đúng như là ý tưởng mà anh vừa nói với em.
Lúc đầu anh nói với em là cái mặt tiền là hướng Tây, cho nên là cái hệ lam đó là vừa là che nắng ở phòng ngủ chính, nhìn ra cái hướng Tây cho nên là rất là nắng. Nó vừa là giảm bớt cái nhiệt, vừa là mà nhìn ra cái mảng xanh để cho cái không gian phòng nó mát, nó dịu. Anh có cảm giác như là anh làm nội thất theo cái hơi hướng về Nhật Bản đúng không anh? Đúng rồi, cái không gian này rất là chật. Cho nên là anh muốn tận dụng hết tất cả cái diện tích trong không gian này. Vừa là tủ sách, vừa là bàn học. Ví dụ như cái bàn học này anh sẽ gấp lại được, là nó sẽ không gian nó sẽ thoáng. Khi học thì mở ra thôi. Như vừa nãy anh có chia sẻ là cái hệ lam này thì giúp chúng ta tránh được những cái nắng hướng Tây cũng như là cái nắng khắc nghiệt của miền Trung. Và đặc biệt anh còn thấy rằng là sau đó chúng ta còn có thêm cả một cái khoảng vườn nhỏ xinh nữa. Thì dường như là qua một cái lớp đệm như vậy nữa thì cái ánh nắng vào phòng nó cũng không còn bị gay gắt và trực tiếp nữa đúng không ạ? Đúng rồi. Thì lúc đầu anh đã nói với em là cái mặt tiền của nhà anh là hướng, nhà này là hướng Tây. Cho nên là anh phải sử dụng cái hệ lam để nó chắn bớt cái hướng Tây lại. Cái mảng vườn ngay phòng ngủ chính nhìn ra đường thì nó có cây xanh và nó giảm được tiếng ồn của phố. Căn phòng này tuy nó không có lớn nhưng mà dường như do cái cách mình sắp xếp cũng như là bố trí cái không gian nội thất, nó làm cho cái căn phòng trở nên rộng rãi và có cái cá tính, vì là phòng của bé trai đúng không anh? Đúng rồi, phòng bé trai. Vì cái không gian ở đây là nó rất là chật cho nên là sử dụng cái tông màu trắng là chủ đạo. Và kết hợp với gỗ thì nó tương đối tối giản. Những cái kệ sách vỡ rồi anh sẽ đưa cho gọn dưới để tận dụng được hết tất cả diện tích. Cảm giác như là rất là gọn gàng, vừa có cả một cái khoảng không gian vừa để nằm vừa để chơi đọc sách học, mà đặc biệt là dưới lại là cả một tủ sách. Đúng rồi. Em thấy rằng là trong căn phòng này thì anh đã tận dụng rất là nhiều những cái mảng lam ở góc tường, thì không biết là ngoài tác dụng trang trí thì nó còn có tác dụng gì khác không ạ? Tại vì cái phòng này nó nhỏ mà cái vệ sinh thì nó nằm ngay chỗ cái phòng ngủ, cho nên nó là anh muốn người ta nhìn vào là người ta không biết đó là cái vệ sinh. Cho nên là anh sử dụng cái hệ lam anh che như một mảng trang trí. Sau lưng cái hai mảng lam là một cái cửa của vệ sinh cho cái phòng này. Đúng rồi, nếu mà anh không nói thì anh cũng không biết đằng sau đó là một cái phòng vệ sinh. Đúng rồi. Giới thiệu thằng đây là cái phòng đọc sách, phòng sinh hoạt chung của nhà. Wow. Nó nối giữa hai cái không gian của hai phòng với nhau. Dạ, nếu mà nhìn không gian như này thì anh cảm giác như là đây là một cái gallery thu nhỏ vậy. Vừa có rất là nhiều những cái tranh ảnh, rồi là cả những cái loại nhạc cụ khác nhau. Dường như đây là một cái không gian để gia chủ có thể thả mình thư giãn và cả nhà có thể có những cái giây phút rất là thoải mái với nhau đúng không ạ? Đúng rồi, cái nhà này là chủ nhà rất thích tranh, cho nên là anh muốn thiết kế không gian như này là vừa là sinh hoạt chung mà vừa là khu để treo tranh. Dạ. Và đặc biệt anh cũng rất là thích cái hệ lan can ở các tầng như này. Nó cảm giác như cho chúng ta có một cái giao thông rất là liền mạch và kết nối giữa các tầng, và đặc biệt là với các thành viên trong gia đình với nhau đúng không ạ? Đúng rồi, cái không gian này nó muốn nối là hai với nhau như một cái cầu em bắt ngang qua giữa hai cái phòng. Dạ. Nên cái anh muốn tạo ra một cái đường hành lang dài gì. Và đặc biệt là ở đây là chính là giếng trời đúng không anh? Là giếng trời lấy sáng và thông thoáng cho cái nhà. Dạ. Và vừa là cái không gian sinh hoạt chung cho gia đình. Em cũng rất là thích cái tính chất đồng bộ của căn nhà này, từ cái việc là hệ lam ở ngoài mặt tiền này, rồi là đến cái việc trang trí ở trong ngôi nhà, thậm chí là ở trên tầng. Anh muốn sử dụng cái hệ lam cho toàn bộ ngôi nhà, từ mặt tiền như trong cái nội thất của phòng khách và lên cái chuyển tiếp cái không gian sinh hoạt chung giữa cái nhà. Tức là em có một cái đồng bộ từ dưới đi lên. Cái cảm giác nó ấm cúng cho cái nhà, cái không gian chật. Dạ. Đúng là với một không gian không hề lớn, thậm chí là còn nhỏ nữa, nhưng mà biết sử dụng những cái màu sắc rất là hài hòa, nhã nhặn, thì dường như là cả một khoảng không trung của chúng ta dường như rộng lớn hơn rất là nhiều. Đây lại là một cái không gian mở hoàn toàn khác biệt nữa, chúng ta không thể ngờ được. Dạ. Đúng rồi, đây là cái vườn của cái ngôi nhà chính. Dạ. Của cái nhà. Dạ, anh có thể đi ra ngoài tham quan được không? Đúng ạ? Rồi. Wow, đẹp quá. Wow, đây là cầu. Wow, chúng ta có thể đi qua đây. Wow,
Anh không thể tưởng tượng được là ở trên một cái ngôi nhà cao lại có được một cái hồ cá lớn và rộng như này anh ạ. Anh muốn tổ chức cái không gian cây xanh cho cái mảng vườn, cho cái nhà phố này. Cho nên là anh đưa cái hồ cá, một cái chức năng thứ nhất là nó sẽ làm giảm nhiệt cho cái phòng ngủ ở phía dưới. Thứ hai nữa là nó có cái không gian động. Khi em bước lên đây vừa có mảng xanh vừa có cá thì cái không gian nó là nhìn rất là sinh động. Cái buổi chiều mà ngồi lên đây rất là đẹp, ánh sáng buổi chiều nó xuống thì cái khu vực này rất là đẹp. Dạ. Nhưng mà việc có một cái hồ cá và hồ nước lớn như này ở trên tầng cao của ngôi nhà thì nó có làm ảnh hưởng đến cái kết cấu chịu lực hay là chống thấm xuống các tầng dưới không ạ? Cái đó thì anh đã tính trước rồi, tại vì cái sàn này anh đã tính trước cái độ tải của cái sàn cho chịu lực cho cái hồ cá này. Dạ. Thứ hai nữa là cái bây giờ cái công nghệ mà chống thấm thì nó rất là tốt rồi. Nên tất cả những cái vật liệu chống thấm bây giờ người ta sử dụng cho cái không gian kiến trúc. Bây giờ người ta đưa vườn ở trên mái là vậy đó. Những cái vườn ở trên mái, hồ bơi ở trên mái thì người ta tính được cái kết cấu đó và tính được cái khoảng chống thấm cho cái phần sàn ở dưới, giúp cho cái sàn ở dưới, cái phòng ở dưới nó bị đỡ nhiệt đi. Dạ. Mà phòng ngủ ở dưới thì nó sẽ mát hơn. Dạ. Và em nghĩ rằng đây có lẽ là không gian thú vị nhất ở trong ngôi nhà này. Dường như là vừa có rất là nhiều tác dụng, có thể làm đẹp này và đặc biệt là giảm nóng, giảm áp lực về nhiệt trong ngôi nhà đúng không ạ? Đúng rồi, cái không gian này là buổi tối nó rất là đẹp. Thì khi mà đèn lên thì buổi tối thì không gian này nhìn rất là xinh. Dạ. Từ cái hồ cá, rồi cây xanh, rồi ánh sáng thì nó làm cho không gian này rất là thư giãn. Cái không gian này là cái không gian cây xanh mà một cái vườn nhỏ trong cái khu nhà phố. Dạ. Tại nhà phố nó rất không có cái đất nhiều. Dạ. Nên anh tận dụng cái không gian này để làm một cái vườn. Dạ. Một vườn thu nhỏ, thay vì nằm dưới tầng trệt thì bây giờ nó nằm trên sân thượng. Dạ. Anh vẫn có cây xanh, vẫn có hồ cá, vẫn có hồ nước để tạo ra một cái không gian mà buổi chiều về là tất cả gia đình lên đây, không gian nữa giống như sinh hoạt buổi chiều. À, một cái không gian để kết nối những thành viên trong gia đình và lại gần gũi với thiên nhiên đúng không anh? Ok, giống một không gian kết nối. Từ kinh nghiệm thiết kế ngôi nhà này thì anh có thể chia sẻ với khán giả của Không Gian Xanh một số những cách mà bố trí không gian để giúp cho ngôi nhà ống của chúng ta trở nên mới mẻ và khoáng đạt hơn được không ạ? Thì như em biết là tất cả nhà ở Việt Nam thì nhà ống là chiếm đa số rất là nhiều. Cho nên những không gian nhà ống rất là chật. Thì cái giải pháp của anh đưa ra là phải đưa những cái không gian xanh và đưa những cái thông thoáng vô trong cái ngôi nhà phố. Dạ. Để cho cái ngôi nhà phố nó sáng. Dạ. Và nó đỡ bị tức, đỡ bị tối. Dạ. Cho nên là những cái không gian trong nhà phố thường ở Việt Nam thì từng tầng tầng nó đều nhau, cho nên anh muốn giải quyết những cái không gian nó đỡ bị khác biệt, nó đỡ bị chồng chéo. Dạ. Nó bây giờ đỡ giống nhau. Dạ. Cho nên là nhìn cái không gian nó cảm thấy nó vui. Dạ. Tức là mỗi tầng thì chúng ta lại có những cái cách xoay chuyển và sắp đặt bố trí những cái khoảng không gian khác nhau đúng không anh? Đúng rồi, mỗi tầng nó khác nhau. Nếu cái nhà em vừa rồi bước vô thì nó có tầng trệt nó khác. Dạ. Xong lên tầng 1 nó khác. Dạ. Chuyển tiếp qua tầng 2 nó cũng khác. Dạ. Anh nối giữa hai không gian với nhau bằng một cái hành lang dài để cho cái không gian đa số là nó mở. Và xen kẽ ở những cái khoảng không như vậy thì chúng ta có thể đặt để những cái khoảng vườn nhỏ nhỏ đúng không ạ? Đúng rồi. Cố gắng đưa những mảng xanh vô trong nhà nó nhiều. Xin cảm ơn anh Thiện về những tư vấn hết sức cụ thể vừa rồi. Và cũng thay mặt cho chương trình thì Ngọc Hân có một kỷ niệm chương dành tặng cho anh. Cảm ơn Ngọc Hân. Cảm ơn Không Gian Xanh. Quý vị và các bạn thân mến, ngôi nhà với không gian xanh mát và cách bố trí không gian khác biệt, mới mẻ của kiến trúc sư Nguyễn Văn Thiện đã khép lại chương trình Không Gian Xanh ngày hôm nay. Ngọc Hân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau. Mỗi hành động nhỏ đều mang ý nghĩa. Tắt khi không sử dụng. Cải thiện môi trường sống. Vì một tương lai xanh, cùng Sunspec chung tay cho cuộc sống tươi đẹp.